Xin chào quý khán giả của FPT Play và chúng ta cùng đến với top 10 pha bóng ấn tượng nhất của tuần thi đấu thứ 11. Ở vị trí thứ 10, Jordan Poole. Một tình huống nhảy múa tuyệt vời của Jordan Poole và sau đó là nhiệm vụ lên rổ quá dễ dàng. Anh đã loại bỏ đi Plumlee một cách đơn giản. Kỹ năng handle là một trong những thế mạnh của Jordan Poole. Ở vị trí thứ 9, Ja Morant với đường kiến tạo từ biên tuyệt vời. Một pha bóng với tốc độ điện xẹt. Ở phía trong thì Dillian Brooks đã được hưởng lợi với đường kiến tạo vừa rồi. Ở vị trí thứ 8, Bon Bon sức bật và sải tay. Quá ấn tượng của số 10 bên phía Orlando Magic. Ở vị trí thứ 7, Zion Williamson quyết định tiến vào trong và đó là cú úp rổ ngay trước mặt của ngọn tháp. Ed Friend đến từ nước Pháp, đó là Rudy Gobert. Không hề e ngại đến từ Zion. Ở vị trí thứ 6, Buddy Hield. Ngay sau tình huống tip up thì chúng ta thấy Buddy Hield đã tận dụng cơ hội tốt như thế nào. Bất ngờ có bóng và Buddy Hield ngay lập tức tung ra cú ném 3 thành công. Cảm giác là tuyệt vời. Ở vị trí thứ 5, Trae Young. Đường kiến tạo khai thác bắt đầu từ giữa sân của Trae Young. Bị theo kèm với hai cầu thủ đối phương. Ở vị trí thứ 4, Aaron Nesmith. Đó là cú úp của Buster Rydon. Thể hình có thể kém hơn nhưng sức bật và sự quyết đoán là điều mà số 23 vượt trội hơn so với Jared Allen. Ở vị trí thứ 3, Tyler Hero. Tình huống mà anh đã chơi isolation và thành công. Quyết định xử lý cá nhân xuất sắc của số 14 bên phía Miami. Dẫn bóng từ sân nhà và sau đó là một cú ném 3 thành công. Buzzer Beater mang về chiến thắng dành cho cầu thủ Miami Heat. Ở vị trí thứ 2, chúng ta có Jackson Hayes với một tình huống chase down block xuất sắc bằng cả hai tay trước pha tấn công của Haliburton. Ở vị trí đầu tiên, Luka Doncic ném phạt không thành công nhưng sau đó là một tình huống chủ động bắt bóng ngay và ghi hai điểm cực kỳ ấn tượng đến từ Luka Doncic. Hãy nhìn màn ăn mừng này, đúng là ma thuật đến từ cầu thủ người Slovenia, xứng đáng cho vị trí đầu tiên trong danh sách này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.